Có cái vấn đề mà ăn chay trường á thì nó như thế này, có nghĩa là cái chuyện ăn uống á, nó chỉ đơn giản là ăn uống thôi. Nên nhớ ăn là để nuôi thân. Cái quan trọng á là chúng ta ăn nó có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh nó không phụ thuộc vào món ăn. Sư đang nói dựa trên kinh, chứ sư đó là bài kinh Hôi Thối, chứ sư không nói dựa trên cái luận điểm cá nhân. Nếu như chúng ta có được cái thực phẩm đó, dù chỉ là một quả táo, dù chỉ một cái bó cải, mà có nó bằng những cái ác nghiệp, có nghĩa là chúng ta có được bằng cái chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì đó là thực phẩm không thanh tịnh. Còn nếu như chúng ta có được một cái thực phẩm mà nó có được nhờ chúng ta làm các cái thiện nghiệp, có được nhờ chúng ta có được cái sự nuôi mạng chân chánh, thì nó là thực phẩm thanh tịnh, bất kể nó là loại thực phẩm nào, dù nó là cái miếng thịt hay là một cái miếng rau. Thanh tịnh hay không thanh tịnh là do chúng ta có được nó bằng cách gì. Có bằng nó bằng cách tà mạng thì nó không thanh tịnh, có bằng được nó bằng cách chánh mạng là thanh tịnh. Rồi khi chúng ta dùng cái thực phẩm đó bằng cái tâm trạng gì, nó sẽ quyết định là thực phẩm nó thanh tịnh hay không thanh tịnh. Dầu cho chúng ta ăn một cái bó rau, một cái hũ chao, một cái miếng chao đi chăng nữa, mà chúng ta ăn bằng một cái trạng thái tâm tham lam, bất mãn, hại người, hại vật, thì nó là thực phẩm không thanh tịnh. Còn khi chúng ta ăn trong chánh niệm, ăn trong từ bi hỷ xả, thì nó là thực phẩm thanh tịnh. Nếu như chúng ta ăn vì mục đích có sức khỏe để làm các ác nghiệp, thì dù cho nó chỉ là một cái hạt mè, nó cũng là thực phẩm hôi thối không thanh tịnh. Còn nếu như chúng ta ăn vì mục đích nuôi sống sức khỏe để tu hành tinh tấn, đưa đến đạo quả, đưa đến niết bàn, thì đó là thực phẩm thanh tịnh. Đó là cái thứ nhất, là thực phẩm có thanh tịnh hay không thanh tịnh không phải nó là bó rau hay miếng thịt mà nó thanh tịnh, mà thanh tịnh là vì chúng ta có được nó bằng cách nào, ăn nó bằng cách nào, và ăn vì cái gì, vì mục đích gì, nó mới quyết định là thực phẩm có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Cái thứ hai, có người thì họ quan niệm là ăn chay sẽ không sát sanh, còn ăn thịt là sát sanh, hoàn toàn sai lầm. Đừng bao giờ nghĩ quý vị ăn rau cỏ nó không ảnh hưởng tới chúng sanh khác. Đi ra ngoài đồng ruộng mà hỏi các bác nông dân, khi mà họ cày cấy nó có giết những cái sinh vật ở dưới hay không? Rồi khi mà họ bảo vệ thực vật, nói một cách mỹ miều là bảo vệ thực vật, chứ nó đúng ra là bắt sâu và phun thuốc trừ sâu, như vậy có con nào chết hay không? Và như vậy để được một cái lon gạo, để được một cái bó rau như vậy đó, bao nhiêu chúng sanh phải chết vì một cái lon gạo, vì một cái bó rau mà chúng ta đang ăn. Như vậy có ai, sư chưa từng thấy ai lý luận là vì tôi ăn bó rau này cho nên người nông dân mới trồng rau, vì trồng rau người nông dân mới phải giết hại những cái con vật ở dưới lòng đất và những con vật đang ăn cái bó rau này. Cho nên nếu như tôi không ăn bó rau này thì người nông dân sẽ không trồng rau, và nhờ như vậy sẽ không có con nào phải chết. Chưa chưa bao giờ thấy ai lý luận như vậy, và họ từ bỏ ăn rau, và họ từ bỏ ăn bất kỳ thứ gì. Cho nên nếu mà quý vị quan niệm vì cái miếng ăn của tôi mà con này con kia chết, thì quý vị chỉ có nước nhịn đói, không ăn được một cái gì hết. Tại vì người nông dân có làm, dù làm bất kỳ cái gì, họ đều có xâm hại tính mạng của một chúng sanh khác. Và Đức Phật dạy như thế nào? Cái thực phẩm nào mà họ không vì mình mà họ giết, họ không vì lời nói của mình mà họ giết, họ mình không nghe thấy họ giết, mình không nhìn thấy họ giết,
và mình không nghi ngờ là cái thực phẩm nó vì mình mà họ giết thì thực phẩm nó ăn được. Nói rộng ra hơn, nói rộng ra hơn, dù cho nó là một cái quả xoài mà mình nghi ngờ cái người lấy cái quả xoài này là họ đi ăn trộm, nhờ ăn trộm họ mới có tiền họ lấy xoài cho mình cũng không được ăn. Đó. Có nghĩa là mình nghi ngờ cái thực phẩm mà mình có nè, có được bằng một cái hành động bất thiện của người khác vì mình mà họ làm. Họ làm cho mình vì mục đích nuôi sống mình thì mình không được ăn, dù cho nó chỉ là một củ chao thưa quý vị, chứ đừng nói là một miếng thịt. Còn nếu như mình biết rõ là họ không vì mình mà họ giết đó, mình không thấy, mình không nghe, mình không nghi thì ăn được, dù nó là một củ chao hay là một miếng thịt. Và một cái quan điểm thứ ba đó là tôi nói cái miếng thịt đó thưa quý vị, miếng thịt hay là một cái bó rau, một cọng cỏ, nó không phải là một chúng sanh. Sở dĩ được gọi là một chúng sanh là do nó có thân và có tâm. Chứ còn nếu như mà một cái xác chết thì không thể nào gọi là một chúng sanh. Mà quý vị đừng bao giờ quý vị lý luận là ăn thịt là ăn cái thực phẩm ôi thiêu, còn ăn rau củ không phải ôi thiêu nha. Một cái trái, mình xin lỗi, một cái trái cây mà nó chín á, có nghĩa là nó bắt đầu nó phân hủy rồi. Nó chín là trái cây, nó chín là nó phân hủy. Bó rau nó chín là bắt đầu nó phân hủy. Không tin á, quý vị thử hái cái trái đu đủ á. Cái trái đu đủ là rõ nhất. Quý vị gọt nó ra ha, quý vị bỏ trong cái khay á, quý vị đậy kín hơi lại. Rồi tới hồi quý vị ăn, quý vị mở ra coi quý vị có nghe cái mùi phân hủy của nó hay không. Cho nên ăn, mình ăn cái gì nó thì cũng chỉ là ăn thức ăn phân hủy thôi. Mà nếu như quý vị suy nghĩ như vậy đi thì thậm chí quý vị còn làm được một chuyện là mình đỡ dính mắc vào thực phẩm, nó càng tốt.